Hello anh chị em nhá. Hello anh chị em đã quay trở lại với video của tôi. À, bây giờ tôi đã trở lại và ngày hôm nay thì tôi sẽ thực hiện một cái video bởi vì gần đây có rất là nhiều người phàn nàn và complain, người ta phàn nàn về cái hiệu suất của tấm pin năng lượng mặt trời. À, cái dàn pin năng lượng mặt trời. Đợt này nó hơi xấu trai hơn đợt trước tí. Đấy, thì anh chị em nghe những cái điều tôi nói này, đối với anh chị em nào là lắp đặt hệ thống điện năng mặt trời thi công ấy, cũng như là hộ gia đình mà mua vật tư của đơn vị chúng tôi về tự lắp đặt ấy, thì các anh chị em lưu ý những cái điều sau đây này, chuẩn bị nghe những cái điều này này. Mà nếu cảm thấy cái video này nó hay nhá, thì nhớ ấn vào cái nút đăng ký, ấn vào cái nút đăng ký và ấn vào cái hình quả chuông ấy, để mỗi lần mà tôi ra video mới thì quý anh chị em sẽ là người đầu tiên này nhận được cái video của tôi. Đấy, tôi sẽ tiếp tục ra những cái video tiếp theo. Thì thời gian sắp tới thì tôi sẽ cũng gần hết năm 2020 rồi, thì cái gia hạn FIT ấy, gọi là giá mua điện của FIT 2 là giá mua điện của nhà nước sắp hết rồi. Thì quý anh chị em nào mà có nhu cầu lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời thì tranh thủ lắp đặt đi ạ. Mặc dù giá thời điểm hiện tại cũng khá là cao, đấy, giá pin nó tăng một chút bởi vì nguồn vật tư nó khan hiếm. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn tranh thủ lắp đi, bởi vì sang năm thì không biết thì giá điện nó như thế nào. Đấy, thì nếu mà quý anh chị em nào, gia đình nào có điều kiện thì hãy lắp đặt cái hệ thống này trước ngày 15 tháng 12 á. À, đối với Hồ Chí Minh, còn ở tỉnh thì chắc là không kịp đâu, bởi vì thời gian chúng tôi đi lắp nhiều, hòa lưới nó rơi vào khoảng 20 ngày thì mới được có đồng hồ 2 chiều anh chị em ạ. Có những nơi cả tháng cơ. Cho nên rất là nguy hiểm. Nên là không kịp đâu để mà hòa lưới, sang 2021 lắp cũng được. Bây giờ ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho anh chị em năm cái điều, những cái lý do mà khiến cái dàn pin năng lượng mặt trời của anh chị em là không có đạt hiệu suất. Cái này rất là nhạy cảm. Đấy, bởi vì tôi đi thi công rất là nhiều thì quan sát ở các cái hộ gia đình họ lắp trước rồi đấy, thì những cái gia đình trước, những cái đội anh chị em nào khác thì tôi cũng không cần biết đâu, nhưng mà thấy họ lắp, bây giờ họ lắp áp mái đi thì họ lắp rất là hay, mà thấy cuối cùng chủ gia đình hỏi là tôi chả thấy điện, thì một ngày bảo trung bình 4 giờ nắng mà cuối cùng lại không thấy, không đạt. Đấy, thì bây giờ tôi làm cái video này trả lời cho anh chị em đấy, những cái lý do nào mà khiến cái dàn pin năng lượng mặt trời nó không đạt hiệu suất. Đấy, hãy vào vấn đề nhé, không nói dài dòng. Lý do số 1, lý do đầu tiên ấy, đó chính là hướng nghiêng, hướng nghiêng ấy. À, khi mà chúng tôi đi thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời thì rất là nhiều gia đình, bởi vì mảnh đất của họ ấy, mảnh đất ấy, cái nhà của họ ấy, chính hướng ấy, tức là cái hướng cổng ra ấy, và cái mái nhà thì phải hướng theo hướng cổng đúng không ạ? Đó, thì như vậy thì không có hướng đúng hướng. Đó, vậy thì phải làm sao? Tôi trả lời, nếu như mà ở chính xác á, mặt trời, quý vị anh chị em có đồng ý với tôi là nó mọc từ hướng đông và lặn buổi chiều là hướng tây đúng không ạ? Thì như vậy thì tấm pin của chúng ta này, thì khi mà chúng ta đặt nghiêng về hướng nam nhé. Thì cái ánh nắng mặt trời nó đi song song trên cái dàn pin của chúng ta, đi song song lên dàn pin, thì như vậy ánh nắng mặt trời nó sẽ chiếu được, ăn được trọn gói, trọn cái dàn pin của chúng ta, nó sẽ ăn được trọn cái ánh nắng mặt trời cả sáng lẫn chiều và không bị cái bị che khuất. Còn nếu như mà anh chị em chúng ta gắn cái dàn pin á mà như này này, gọi là hướng đông tây đi chẳng hạn đi, thì buổi sáng ấy thì nó sẽ nghiêng về hướng đông đúng không ạ? Thì buổi sáng nó sẽ được ánh nắng rất là nhiều, nhưng buổi chiều thì lại không có nắng. Thì do vậy cái hướng nghiêng ấy rất là quan trọng, hướng nghiêng ấy. Tuy nhiên thì ở thành phố thì hiếm có gia đình nào mà đúng hướng, như gọi là đúng hướng hướng nam, chính nam đâu. Kể cả nông thôn, bất kỳ gia đình nào cũng vậy, rất là hiếm. Nghiêng chính nam là đúng 180 độ là rất là khó. Thì do vậy thì chúng ta phải căn cứ vào cái hướng nhà, như vậy chúng ta làm cho nó hướng chéo chéo một tí, không chính nam, thì như vậy chúng ta có thể làm tây nam hoặc là đông nam cũng được, làm thế nào mà nó nghiêng về hướng nam một chút. Nhưng này, cái điều này điều quan trọng,
khi mà chúng tôi thi công ở nhà phố ấy, chẳng hạn đây, ví dụ như tôi sẽ quay cho anh chị em cái nhà đằng sau đây. Đây này, cái nhà đằng sau tôi đang ở trên mái nhà, một cái hệ thống điện năng lượng mặt trời. Đây là cho tôi đang ở là công ty chúng tôi. Thì đây, những cái gia đình, cái mái nhà rất là cao như thế này, hệ thống này rất là cao vậy, thì làm thế nào để mà có thể làm được cái hệ thống khung dàn mà nó nghiêng đúng? Thì bây giờ nếu nha, anh chị em làm cái khung dàn mà cao, ví dụ như nó cái nhà bên cạnh nó bị che đi, tôi làm cao 5-6 mét, một cây sờ gồ, cây sắt nó dài 6 mét, mà làm cái hệ thống khung dàn mà cao 5 mét 5 mét rưỡi thì nó rất là nguy hiểm, rất là tranh vây. Nếu mà không có dàn giáo thì rất là khó làm, gia cố nó cũng cực kỳ nguy hiểm, cực kỳ là nguy hiểm. Bởi vì ở một cái độ cao như vậy, đã cái ngôi nhà của chúng ta đã cao rồi mà chúng ta còn làm cao hơn nữa, thì làm thế nào mà có thể là làm được? Có trời, làm thế là nguy hiểm, đô thị người ta không cho làm anh chị em ạ. Làm xong nó mất gỡ thì sao? Có nhiều gia đình chúng tôi đi thi công rất là ngộ, bảo em sao không làm nghiêng hướng nam, nếu mà nó không làm nghiêng hướng nam thì có thể nghiêng hướng bắc cũng được, tuy nhiên ưu tiên hơn vẫn là hướng nam. Bởi vì cái việc làm hệ thống khung dàn ấy còn phải căn cứ vào một cái nữa gọi là cái độ cao. Độ cao anh chị em ạ, làm cao quá thì không được. Mà một đầu ví dụ anh chị em làm hướng nam mà hướng bắc nó cao tổng ngồng thế này, mà nó dài tận, ví dụ nó dài là dàn pin nó dài 15 mét đi, thì có phải là một đầu anh chị em phải làm cao tầm cao 10 mét, một đầu khoảng cao khoảng 6 mét thì nó khoảng 7 mét thì nó mới đạt cái độ nghiêng đúng không ạ? Thì như vậy nó rất là nguy hiểm mà không thể làm được. Do đó chúng ta phải căn cứ vào cái địa hình thực tế thì chúng ta mới có thể làm được cho nó hướng. Vậy thì cái điều đầu tiên mà hướng là phải nghiêng hướng chính nam thì tốt, mà không thì nghiêng hướng tây nam hoặc đông nam. Đó, chứ không được nghiêng hướng đông và tây. Bởi vì tôi đi làm thì có nhiều nhà họ làm áp mái, mà áp mái biệt thự ấy của anh chị em. Áp mái biệt thự, và gần như nếu mà áp mái biệt thự ấy là không có điện áp mái biệt thự. Bởi vì cái mái biệt thự, mái thái ấy, mái thái nó có nhiều dạng. Một là mái tôn giả thái, giả ngói. Hai là cái mái mà kiểu mái xi măng ấy, mà người ta làm lên kiểu làm sóng gợn sóng, như kiểu là sóng nước biển ấy, người ta làm như vậy. Thì nếu mà ốp mái thường thường ấy, nó độ nghiêng khoảng 30-45 độ, chúng ta ốp mái vào thì chắc chắn là nó sẽ không có điện đâu, điện thu được rất là ít. Bởi vì ánh nắng mặt trời nó đâu có chiếu vuông góc với bức xạ mặt trời, nó chiếu đâu chiếu vuông góc với cái dàn pin đâu mà tạo ra điện. Thì do vậy là cái hướng, yếu tố đầu tiên mà tôi muốn nói đến ở đây ảnh hưởng rất là nhiều đến cái hệ thống điện năng lượng mặt trời, cái hiệu suất, đó chính là hướng nghiêng đó. Tiếp tục đó là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai là cái gì? Yếu tố tiếp theo đó chính là góc nghiêng. Thì tôi quan sát thấy rằng một số anh chị em đơn vị thi công khi mà chúng tôi lắp đặt thì nhà bên cạnh họ lắp, thì có một số người họ muốn làm kín nước tấm pin, thì giống họ làm kín nước, thì khi mà họ làm kín nước như vậy thì họ kẹp vào, tuy nhiên họ dựng khung dàn lên thì họ làm bằng luôn các cái tấm pin xếp bằng nhau và không có độ nghiêng, gọi là nghiêng 0 độ hoặc là 180 độ. Như vậy thì khi mà chúng ta làm cái tấm pin năng lượng mặt trời mà nghiêng như vậy ạ, thì bằng như vậy ạ, thì ánh nắng mặt trời nó đi, nó không phải là đi chiếu đứng ở trên dàn pin của chúng ta đâu, mà nó đi theo kiểu như cầu vồng ấy, nó đi vòng một vòng tròn, thì sau từ mọc cái hướng đông còn lặn hướng tây, nhưng mà nó đi vào ban ngày nó đi theo vòng tròn. Thì như vậy chúng ta phải nghiêng theo hướng nam, mà nghiêng 12-15 độ. Thì làm gì? Để cái mục đích là cái ánh nắng mặt trời nó chiếu vuông góc, nó chiếu được tối đa nhất, chiếu vuông góc lên cái tấm pin năng lượng mặt trời, thì nó sẽ thu được nhiều điện nhất có thể. Thì đối với các hệ thống lớn như hệ thống farm ấy, hoặc là hệ thống mà làm trên nhà xưởng ấy, cả megawatt như vậy, thì người ta không có chú trọng nhiều đến độ nghiêng, mà người ta chú trọng đến cái hiệu quả, đó là sản lượng. Người ta chú trọng đến cái gì? Lắp được càng nhiều càng tốt, nhưng mà đừng có bị che. Đấy.
chú ý cái việc là bị che nhé anh chị em nhé. Đấy là khi mà lắp đặt cái hệ thống điện năng lượng mặt trời mà nhiều anh chị em mới vào nghề ấy, là không có biết cái lều này. Tí nữa tôi sẽ nói tiếp theo cái việc bị che nói ở yếu tố thứ ba. Cái độ nghiêng ấy, khi mà chúng tôi lắp, chúng ta đã test thử rồi. Có những hệ thống mà chúng tôi đã test thử cái hiệu suất là chúng tôi theo dõi khoảng 1 tuần đến 2 tuần thôi là chúng tôi biết. Thì chúng tôi lắp đặt thì chúng tôi sẽ cố gắng những với những hệ thống như vậy thì chúng tôi sẽ là khắc phục cho khách hàng làm thế nào để cho họ đạt được hiệu suất tối đa theo yêu cầu của khách hàng. Đấy, thì chúng tôi sẽ cố gắng để làm cho được đạt cái độ nghiêng. Ví dụ như có những dàn nó bắt buộc phải làm như này, làm chéo như này, nghiêng khoảng 40 độ. Nhưng mà cái dàn bên cạnh, ví dụ như lắp 2 cọc inverter 5kW đi, nhưng mà một dàn thì nó thu được nhiều được, chênh hơn một ngày có thể 2 đến 3kW so với dàn kia. Thì một tháng là vậy 90 rồi, 9 x 12 là bao nhiêu rồi? 90, 90 x 2, 18 là 1 năm như vậy là chênh cả ngàn kW. Thì như vậy là khoảng 1.000 kW anh biết, anh chị em biết rồi đấy. Là nhà nước họ mua 1.900 như vậy là khoảng 2 triệu tiền điện một tháng. Như vậy một năm họ mất khoảng 2 triệu. Thì như vậy đơn vị chúng tôi thi công thì không nỡ để cái việc này xảy ra. Do đó chúng tôi sẽ cố gắng làm thế nào để mà cái hệ thống của người ta đạt được hiệu suất tối đa. Đó chính là làm cho cái độ nghiêng nó đạt, độ nghiêng nó đạt để cho nó thu được cái nhiều điện nhất có thể. Đấy. Đó là cái yếu tố thứ hai nhá. Quý anh chị em lưu ý nhá, không được làm cái dàn pin nó bằng này hoặc là cái dàn pin nó nghiêng quá. Đó là như vậy thì nó không có thu được điện tối đa đâu. Đó là chúng tôi đã trải nghiệm rồi mà theo dõi và nó chênh nhau khoảng 5% ấy. Một ngày ví dụ như hệ 5kW thì có hệ nếu mà ngày nắng gay gắt á thì là thu được khoảng 30kW là 6 giờ nắng. Thì cái hệ kia nó khoảng 27-28kW thôi. Là độ nghiêng một là thẳng thế này này, hai là nghiêng khoảng 30 độ trở lên thì nó không thu được điện. Đó. Rồi là tiếp tục nhá. Yếu tố thứ ba là lúc nãy tôi có nói ở cái đoạn đầu đoạn tiếp đó là cái độ che bóng. Che bóng là như thế nào? Ví dụ như ở đây. Ở đây thì công trình này thì họ tự lắp nhưng mà họ tận dụng tối đa thì ok thôi, không có sao cả, che một tí. Anh chị em biết bây giờ là khoảng 5 giờ chiều rưỡi chiều rồi. Tôi cố gắng làm video này, đợt này công trình nhiều nên là tôi không có quay. Công trình thì nhiều nhưng mà không có quay vlog anh chị em ạ. Quay vlog nhiều nó cũng chán. Không có gì để quay nên thì bây giờ tôi sẽ chia sẻ cho anh chị em thi công này cũng như hộ gia đình mới lắp đặt này. Đây. Thì đây là buổi sáng nó ánh nắng mặt trời nó mọc đầu này này. Nó đi đó theo hướng tay tôi chỉ đây. Thì buổi sáng nó cái bồn nước nó sẽ che cái chỗ đây này, đằng sau bồn nước ấy. Đó, anh chị em thấy không? Đằng sau bồn nước. Đó thì buổi chiều thì nó lại ánh nắng mặt trời nó lại mọc đầu này, đằng sau quý vị đây đó, đằng sau đây thì nó lại che cái chỗ đấy. Thì như vậy á thì tự nhiên là nó bị mất đi một phần cái hiệu suất. Tuy nhiên ở đây cái tấm pin này là tấm pin half cell. Tấm pin half cell thì nó có công nghệ chống đổ bóng một bên. Ví dụ như là một bên mà bị che thì bên phần còn lại vẫn có điện. Do đó là cái hệ thống này nó vẫn thu được điện tối đa. Tất cả các cái hệ tấm pin này họ mới lắp. Đợt trước họ lắp tấm full cell tấm này, tấm đây, hệ thống này năm ngoái tôi làm cho họ. Tấm Panasonic nhỉ. Cái này tại sao không nâng khung lên luôn. Đợt trước làm full cell thì nó che thì nó không được nhiều điện lắm. Đợt này nó nhiều điện rồi. Là làm tấm half cell. Đó. Thì như vậy cái việc đổ bóng nếu mà hệ thống điện năng lượng mặt trời thì chúng ta chú ý cái việc bị che bóng. Thì che bóng nếu như mà trong một cái tấm full cell ấy, đối với tấm full cell một tấm mà bị che ấy, thì như vậy cả cái chuỗi đó, cả cái string đó nó bị ảnh hưởng và nó mất điện, nó tụt cái dòng điện đi. Và điện áp thì nó không có tụt đâu mà nó tụt cái dòng điện thì như vậy nó giảm cả cái hiệu suất cả cái dãy đó đi. Thành ra là cả cái cục inverter đó là cả ngày như vậy khi nào bị hết che thì nó mới lên điện mạnh. Đó thì quý anh chị em lưu ý trong quá trình thi công là cái việc bị nó che bóng như vậy. Đó. Yếu tố thứ tư chính là bụi bẩn. Đấy, bụi bẩn thì cái này thì thực ra cái độ bụi bẩn ấy thì nó cũng không có ảnh hưởng nhiều đâu đến cái hiệu suất của dàn pin năng lượng mặt trời. Khi mà chúng ta ở thành phố ấy, thường thường nông thôn thì cũng ít bụi hơn, nhưng mà khu vực gần đường lớn ấy thì xe cộ qua lại nhiều này. Đấy, thì cái việc là bụi bẩn ở trên dàn pin là không thể tránh khỏi được.
Thì như vậy chúng ta chú ý khi mà quý anh chị em lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời thì chú ý là cứ khoảng 1 tháng 2 tháng nếu mà có thời gian thì chúng ta lên lấy cái máy xịt cao áp ấy, máy xịt xe máy ấy, chúng ta xịt là chúng ta xịt để tranh thủ những ngày mưa ấy. Ngày mưa mà không có mưa thì phải chấp nhận thôi, để dội nước lên tí cho nó cái bụi bẩn nó bị bở đi, là nhão đi. Thì như vậy thì chúng ta sẽ dễ trong cái việc là chùi rửa hơn. Đó. Thì sau này cái hệ thống điện năng lượng mặt trời này thì sẽ phát sinh ra thêm những cái dịch vụ mới, là như ví dụ như cái dịch vụ vệ sinh tấm pin năng lượng mặt trời, giống vệ sinh máy lạnh chẳng hạn đấy. Đó. Thì đó là cũng là một trong những cái điều lưu ý khi mà chúng ta lắp hệ thống điện năng lượng mặt trời xong, đó là cái bụi bẩn. Đó, thì chú ý cái việc bụi bẩn làm cái tấm pin năng lượng mặt trời bị giảm hiệu suất. Cái yếu tố thứ năm rồi đúng không? Thứ năm đó chính là cái chiều dài dây dẫn. Đấy, thì cái này cũng rất là quan trọng nha. Bởi vì cái dây dẫn ấy, dòng điện một chiều và cái dòng điện xoay chiều ấy, thì dòng điện một chiều là cái dòng điện mà nó bị suy giảm dòng điện nếu như truyền tải đi xa là lớn hơn dòng điện xoay chiều. Đấy, cái điện xoay chiều thì 220V nhà mình ấy, thì truyền tải điện năng ấy là người ta thường sử dụng các cái dây bằng đồng thì nó truyền đi xa mà tốt hơn. Đấy, thì truyền đi xa nếu mà muốn tránh suy giảm công suất thì người ta tăng kích thước dây dẫn lên. Đấy, có thì cho anh chị em nào học vật lý thì biết rồi, cái này tôi không nói ở đây, dùng về điện công nghiệp. Còn đối với dòng điện một chiều thì người ta sẽ sử dụng các cái dây mà dây bé, có kích thước bé, tiết diện bé để nó truyền đi được dòng điện nó nhiều hơn. Tiết diện dây bé mà bởi vì dòng điện nó truyền theo tiết diện dây chứ không phải là truyền trong lõi dây, thì một số người cứ nhầm tưởng rằng là nó truyền trong lõi, là không phải, dòng điện nó truyền theo tiết diện dây dẫn, do đó mà dây dẫn á mà càng nhỏ thì tiết diện dây được càng nhiều sợi ấy, ý là càng nhiều sợi ấy, thì nó tiết diện nó càng nhiều. Dây dẫn mà càng nhỏ càng nhiều sợi thì nó truyền đi được càng nhiều đường hơn. Tuy nhiên nếu với hệ thống điện năng lượng mặt trời của chúng ta, nếu mà lắp ở trên mái nhà thì chúng ta chú ý là dây dẫn dài thì nó cũng làm suy giảm cái hiệu suất giống như điện xoay chiều mà thôi. Ví dụ anh chị em có ai ở đây mà kéo điện từ ví dụ ở ngoài trạm, ngoài cột điện lớn này, cột điện này mà kéo vào trong nhà khoảng 300m đi, cứ thử xem, dây bé nữa thì nó sẽ suy giảm nhiều hơn, thì điện áp nó sụt giảm. Thì do đó mà chúng ta lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời ấy, thì cũng chú ý cái việc này, đó là cái vị trí đặt của inverter đặt là phải khoảng cách là vừa phải so với kích thước dây dẫn. Nếu mà đặt xa quá so với dây dẫn ấy, từ dàn pin đi xuống ấy, mà xa quá khoảng 50m đi, thì như vậy nó sẽ làm giảm cái hiệu suất của dàn pin đi. Bao giờ cái chuỗi mà được gần gắn pin mà gần hơn thì nó cũng sẽ thu được nhiều điện hơn, thông thường là như vậy. Đấy, bởi vì cái dây dẫn nó sẽ ít suy giảm dòng điện hơn. Quý anh chị em nói nghe tôi nói có lý không ạ? Đấy, thì nếu mà cảm thấy cái video này hay nhá thì hãy dừng lại và ấn vào cái nút đăng ký bên dưới nhá. Ấn vào cái nút đăng ký bên dưới ấy, để mỗi lần mà tôi ra video mới thì anh chị em sẽ là người đầu tiên nhận được video của tôi. Và ấn vào cái hình quả chuông nữa. Đấy, thấy hay thì ấn vào đăng ký chứ, để ủng hộ người ta chứ, ủng hộ anh em tôi có tinh thần tôi ra thêm video mới chứ. Ồ, cái này nó hay tuột nhỉ. Rồi tiếp tục nhá. Đó là yếu tố thứ tư thứ năm này. Rồi, yếu tố thứ năm rồi. Đây là yếu tố cuối cùng mà tôi muốn nhắc anh chị em ở đây. Đó chính là cái vị trí đặt inverter. Inverter của chúng ta ấy, thì khi mà chúng tôi lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời thì cố gắng chúng ta đặt ở những cái nơi mà nó thoáng mát, có nghĩa là gì? Nó không bị ánh nắng dọi vào trực tiếp này, hoặc là nó không có bị ở trong cái phòng kín nó ngột ngạt này. Nếu mà được thì chúng ta lắp cho nó cái máy lạnh điều hòa để cho nó gì, điều hòa không khí để cho cái không khí nó thông thoáng. Thì nếu mà chúng ta lắp ở những cái nơi mà nhiệt độ cao, khi mà chúng tôi đã theo dõi rồi, khi mà inverter nó ở nhiệt độ cao ấy, thì giống như kiểu máy móc mà anh chị em biết rồi, máy móc đồ thiết bị điện tử ấy, thì ở nhiệt độ cao thì cái hiệu suất nó sẽ suy giảm đi, các thiết bị điện tử nó sẽ hoạt động nó kém hiệu suất đi. Do vậy mà chúng ta chú ý khi mà chúng ta lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời thì chúng ta chú ý là
đó chính là cái việc chúng ta lắp đặt inverter ở đâu cực kỳ quan trọng. Nếu mà lắp ở ngoài trời mà lắp thì chúng ta phải che chắn cho nó để không nó bị mưa nước tạt vào, ánh nắng nó chiếu vào. Còn chúng ta lắp trong nhà thì chúng ta chú ý đó chính là chúng ta phải lắp ở những cái vị trí nó thông thoáng, khô ráo, thoáng mát để nó không bị ngột ngạt đấy. Và trên đây là chính là 6 cái lý do mà tôi vừa chia sẻ đến quý anh chị em mà khiến cái dàn pin năng lượng mặt trời của quý anh chị em là không đạt hiệu suất tối đa như những đơn vị thi công họ tư vấn. Thì ở đây chúng tôi tư vấn cho khách hàng thì không có dám nói láo, một ngày nó thu được trung bình là 4 giờ nắng ở khu vực miền Nam thì chúng tôi nói như vậy. Có những thì có những ngày thì hệ thống 5kW nó sẽ thu được khoảng 30, có ngày 30, có ngày được có 10, 12, 15kg đó. Thì trung bình ta chỉ tính khoảng 4 giờ nắng, tức là khoảng 20kW mà thôi. Thì như vậy là một con số cũng tương đối tốt rồi đó. Thì thời gian thu hồi vốn nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó có hiệu suất của dàn pin năng lượng mặt trời. Để đạt hiệu suất cao thì quý anh chị em lưu ý những cái điều mà tôi vừa chia sẻ ở đây. Thì mong rằng cái video này sẽ hữu ích đối với quý anh chị em nào đã lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời, cũng như là những cái đơn vị thi công hay là anh chị em nào muốn học nghề. Và sắp tới thì chúng tôi có tổ chức những khóa đào tạo về hệ thống điện năng lượng mặt trời. Nếu quý anh chị em nào có nhu cầu thì có thể liên hệ với tôi qua cái số điện thoại mà tôi đặt ở bên dưới này. Đấy, thì chi phí nó cũng rất là rẻ thôi. Nhưng mà nếu như chúng ta mà có một cái nghề để mà chúng ta có thể phục vụ được bà con nhân dân, mà cái nghề này sẽ là hứa hẹn sẽ là cái nghề hot trong tương lai khoảng 5 đến 10 năm nữa, thì nó vẫn là một cái nghề thịnh hành ở Việt Nam. Đấy, thì nếu cảm thấy video này hay thì hãy ấn vào nút đăng ký nhá. Một lần nữa tôi kính chúc anh chị em thật là nhiều sức khỏe. Đấy, và thành công. Đấy, thì tôi sẽ nhắc lại 6 cái điều sau đây. Điều số 1 đó chính là cái mà ảnh hưởng đến cái hiệu suất của dàn pin năng lượng mặt trời, đó chính là cái hướng nghiêng, cái hướng đó chính là dàn pin của chúng ta tốt thì tốt nhất thì lương nghiêng về hướng nam, mà không có được hướng nam thì hướng tây nam hoặc đông nam, hoặc là hướng bắc là tệ nhất đó, chứ không được có nghiêng về hướng đông hoặc tây, thì như vậy thì nó sẽ không có điện đâu, ít điện lắm, thu được ít điện lắm đó. Cái điều số 2 đó chính là cái độ nghiêng, góc nghiêng ấy, góc nghiêng dàn pin thì nó đảm bảo cái việc là nước để chảy xuống khi mà trời mưa ấy, thì nước nó chảy, đó chính là nghiêng nó khoảng 12 đến 15 độ là tốt nhất đó. Cái điều số 3 đó chính là cái sự che bóng. Quý anh chị em lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời khi lắp thì chú ý là cái việc bị che bóng dàn pin, thì một chuỗi bị che, một tấm bị che thì nó sẽ ảnh hưởng đến cả cái chuỗi đó và làm kéo theo cả các string nó sụt giảm điện và làm cái hiệu suất của hệ thống nó bị suy giảm đi, nó không đạt được hiệu suất tối đa. Cái yếu tố thứ tư nó chính là cái dây dẫn, chiều dài dây dẫn thì phải không được quá dài, nó vừa phải, để làm gì, đảm bảo cái việc là dòng điện một chiều đi từ tấm pin năng lượng mặt trời đi xuống cục inverter nó được truyền tải và biến đổi thành điện xoay chiều một cách là có hiệu quả nhất và đạt được hiệu suất tối đa nhất, bởi vì điện một chiều nó suy giảm nhiều hơn điện xoay chiều đấy. Rồi, yếu tố thứ 5 đó chính là cái inverter. Inverter thì không được đặt trong cái môi trường ẩm ướt, không được đặt trong môi trường rồi môi trường ẩm ướt ấy. Môi trường tiếp theo đó là nóng, nhiệt độ quá cao, thì như vậy thì nó sẽ làm cho inverter bị sinh nhiệt, mà khi mà thiết bị điện tử mà nóng lên thì suy giảm hiệu suất là cái điều mà không thể tránh khỏi được. Thì do vậy chúng ta phải chú ý trong quá trình mà anh chị em thi công. Điều tiếp theo nữa đó chính là bụi bẩn. Bụi bẩn thì khi mà chúng ta lắp đặt xong hệ thống này thì chú ý là khoảng 1 đến 2 tháng thì nếu mà chúng quý anh chị em có thời gian thì có thể lên trên mái nhà mà sử dụng cái máy xịt cao áp, máy xịt xe máy, rửa xe máy ấy, chúng ta xịt qua, thì như vậy sẽ làm cho cái hiệu suất của dàn pin được tối đa. Đó chính là 6 cái yếu tố mà làm cho dàn pin của anh chị em không được cái hiệu suất như mà chúng ta mong muốn nha. Xin chào, hẹn gặp lại những video tiếp theo. Tôi là Kiều Minh Đức, xin chào. Cảm ơn bạn đã theo dõi video của tôi. Nếu cảm thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên nhấn like, share, chia sẻ và đồng thời nhấn đăng ký, nhấn cái hình quả chuông ấy để mỗi lần mà tôi ra video mới thì
bạn sẽ là người nhận được cái video đầu tiên. Xin chào và hẹn gặp lại. Tôi là Kiều Minh Đức. Xin chào. Nếu bạn cần bất kỳ sự hỗ trợ nào về vật tư thi công, kỹ thuật lắp đặt cũng như là thi công trọn gói hay bất kỳ vấn đề gì cần hỗ trợ về hệ thống điện năng lượng mặt trời thì hãy gọi cho tôi qua cái số điện thoại tôi đặt ở bên dưới này. Nhớ là bên dưới nha. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại. Tôi là Kiều Minh Đức.